Em nói đúng rồi, nếu áp lực động mạch phổi cao thì máu từ thận phải nó chạy lên động mạch phổi khó. Và nếu nó chạy lên động mạch phổi khó thì máu nó xuống, chúng ta đấu đủ máu xuống nhĩ trái. Như vậy người đó sẽ là thiếu máu để nuôi cơ thể. Bệnh nhân sẽ cảm giác là mệt, không đủ máu nuôi cơ thể. Và áp lực động mạch phổi cao thì nó sẽ làm cái thất phải chúng ta làm sao? Bóp chân phải. Ví dụ như bình thường nhé, em này cũng nói này, áp lực của động mạch phổi chúng ta khoảng độ 12 đến 18 đây. Thì áp lực của nhĩ phải chúng ta chỉ cần độ 20-25 là chúng ta làm việc bình thường. Như vậy nếu áp lực động mạch phổi lên 100 thì thất phải chúng ta phải bao nhiêu chúng ta mới sống được? Phải hơn 100. Chắc phải hơn 100 mình mới sống được chứ. Như vậy áp lực động mạch phổi chúng ta phải 105-110. Như vậy thì nếu thất phải mà tạo áp lực như vậy thì lâu dần nó làm sao? Đầu tiên nó dày trước và sau đó nó suy thất phải. Cũng giống như mình tập tạ, em có tập tạ không? Áo rộng ngang. Nếu mình tập tạ thì giai đoạn đầu thì làm sao? Có thể mình nó cứng nên nó dày. Nếu em tập tạ mà em bị bệnh có ăn uống không đủ thì nó suy cơ đi. Cái thất phải mình y như vậy đó. Thì giai đoạn đầu của mình đó, là nếu áp lực là mình phổi tăng thất phải nó dày lên. Nếu nó dày hết mức, nó dày không nổi thì nó bắt đầu suy thất phải. Chúng ta có dấu hiệu suy thất phải bằng cách là bệnh nhân thứ nhất cảm giác mệt, thứ hai là phù ngoại vi, thứ ba là cổ trướng đi giống như bệnh sơ gan đó. Bệnh nhân tim tái, bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch tại chỗ này, tiền tác. Ở đây thì động mạch phổi, cái dây âm thanh của chúng ta, cái thần kinh quật ngược á, nó vòng qua cái động mạch phổi. Và nếu động mạch phổi nó lớn quá, nó đè thần kinh quật ngược, người ta nói khàn. Em, ngày xưa thì tôi gặp nhiều, bây giờ thì tại chúng ta bệnh hẹp van hai lá, chúng ta mổ sớm. Ngày xưa bệnh nhân hẹp van hai lá, lúc đó mình chưa có mổ được, khoảng năm 60 mấy đó. Những năm 60 đến 70, năm 71 là năm chót tôi ở Trường Y đó. Thì lúc đó thì gặp bệnh nhân hẹp van hai lá, họ cứ nói cao cao. Chẳng qua là họ bị bệnh nặng quá, cái thần kinh quật ngược nó bị đè, nó làm cho bệnh nhân bị liệt dây âm thanh và nó thần kinh quật ngược bị chèn ép. Rồi cái người mà thấp tim, hẹp van hai lá thì cái mặt van nó bị viêm, nó xù xì. Do vậy thì tiểu cầu nó đọng, nó làm viêm nội tâm mạch nhiễm trùng được. Thì đây là cái sinh lý bệnh, nó cắt nghĩa toàn bộ cái triệu chứng hẹp van hai lá. Thành ra với cái triệu chứng của hẹp van hai lá các em đừng học, các em chỉ cần hiểu sinh lý bệnh em sẽ thuộc triệu chứng. Thì hồi nhỏ thì mình học cái phải thuộc thuộc lòng triệu chứng, em có thuộc lòng không? Hồi Y3, Y4 có thuộc lòng không? Nó tự nghĩ đâu thuộc lòng tôi đổ được. Cái gì mà em thuộc lòng, cái óc mình nó không nghĩ suy ra cái quan trọng của sinh lý bệnh. Bây giờ chúng ta thấy nếu chúng ta hiểu sinh lý bệnh, chúng ta suy luận, chúng ta chữa bệnh nó dễ dàng hơn nhiều với bệnh nhân. Triệu chứng cơ năng hẹp van lá thì nếu cung lực tim thấp sẽ gây ra cảm giác mệt yếu. Bệnh nhân bị xung huyết phổi nó sẽ gây ra khó thở gắng sức này. Nặng hơn là cơn khó thở kịch phát về đêm. Nặng hơn nữa khó thở phải ngồi. Nặng hơn nữa suy tim và nặng nhất là vượt cấp. Bây giờ các em thấy một thanh niên hay một thiếu nữ được 32 tuổi mà đẩy vô cấp cứu của mình nhé. Mà khó thở, người nhà nói ho ra máu. Đa số của chúng ta vẫn là hẹp van hai lá nặng gây phù phổi cấp. Bệnh nhân khái huyết 15% nó đau ngực, chúng ta tưởng như đau thắt ngực nhưng thật sự không phải bệnh mạch vành. Nói cả các triệu chứng là thuyên tắc não, thận, động mạch vành, động mạch phổi. Rồi triệu chứng thực thể thì bệnh hẹp van hai lá là do thấp tim thì nó thường thường xảy ra từ lúc 5 tuổi đến 15 tuổi. Ở 5 tuổi cái lồng ngực của chúng ta còn nhỏ mềm lắm. Thì do nếu tim nó lớn lên thì chúng ta dễ bị biến dạng lồng ngực. Trong khi đó cái người bị bệnh mạch vành nhé, đến khi lớn chúng ta mới bị, mấy em đâu có thấy biến dạng lồng ngực. Cái người hẹp van hai lá thì bệnh tiền vân lý hoặc là bệnh tim bẩm sinh trẻ em, các em sẽ thấy biến dạng lồng ngực. Mỏm tim khó sờ, tê mật giảm, khi van vôi hóa, T2 tách đôi, các mở van hai lá, khi hẹp nặng, phần A2OS opening step giảm, rung tâm dương phải tâm thu thì hồi xưa đấy, những cái này tôi học rất kỹ, cái thời chưa có siêu âm đó, ông thầy ông bắt là phải nghe hoặc nghe cái tính cái clock mở van hai lá thế nào, opening step tức là clock mở van hai lá, nghe tiếng T1, tiếng T2, nghe tiếng rủ tâm dương, nghe âm thở. Bây giờ thì có siêu âm tim thì cái chỉ là hơn nhiều. Thì ví dụ nếu mình nghe không rõ, mình dùng siêu âm tim, mình minh xác cái nghe của mình có đúng không. Siêu âm tim nó sẽ là cái trọng tài để quyết định cho mình nghe có đúng hay không. Với bệnh van tim.
Rồi thì đây là một số khi chẩn đoán phân biệt này. Nếu T1 mạnh và đang không phải chúng ta chỉ có nghe bệnh hẹp van hay lá. Chúng ta nếu bệnh nhân người ta bị cường giáp, tim tăng động và bị thiếu máu, tiếng tim nó cũng mạnh. Hoặc người ta bị sốt, tình trạng tăng động làm tiếng tim mạnh, chúng ta nghe T1 nó mạnh. Lắc mở đầu tâm trương, chúng ta nghe có thể thấy u nhầy dưới trái với một cái tim co thắt, hẹp van lá. Rung tâm trương mỏng tim, chúng ta có thể nghe thấy ở trong van động mạch chủ. Chúng ta gọi là rung tâm trương Ostein van. Tất cả những bệnh nó làm thất giá, ví dụ viêm cơ tim và bệnh cơ tim thì nó làm cái lượng máu qua van hai lá nó nhiều quá so với van. Thì nó mặc dù không ở hai lá, chúng ta cũng nghe thấy rù tâm trương mỏ. Thì đây là những bệnh nó có thể gây ra cái rù tâm trương mỏ. Thì trong tất cả các bệnh này có hai cái bệnh mà các anh chị cần nhớ nhất. Thứ nhất là u nhầy nhĩ trái, thứ hai là bệnh là tim ba vùng nhĩ. Trong cái này tôi lấy ở trong sách Mỹ thì nó thiếu cái tim ba vùng nhĩ. Tim ba vùng nhĩ là trong tâm nhĩ nó có một cái vách ngăn, cái vách ngăn nó làm cho cái nó chỉ có một lỗ qua, nó làm tự nhiên triệu chứng nghi như hẹp van hay là, nhưng mà chúng ta gặp cái bệnh đó chúng ta mừng lắm. Tại sao nó mừng? Tại vì chúng ta làm siêu, chúng ta thấy cái đó, chúng ta mổ, chúng ta cắt cái vách ngăn ra đi, người ta hết bệnh suốt đời. Trong cái người hẹp van hay lá mấy em mổ đó thì bệnh nhân thường 17 năm sau đến 20 năm sau phải mổ lại. Tức là ví dụ mấy em mổ tim hở, mấy em sửa van nong van xong đó, hoặc là mấy em nong van bằng bóng đó, bằng thông tin đó, đa số thấy là 15 đến 17 năm, cao hơn nhất là 20 năm chúng ta phải mổ lần thứ hai, chúng ta thấy vẫn nhân tả. Cái tim mong nhĩ các anh chị chữa thấy hết luôn. Còn cái bệnh nữa là u nhầy nhĩ trái. U nhầy nhĩ trái là cái bệnh đặc biệt, nó là u lành của tim. Nó có đặc biệt, nó có cái cuống nó dính vào vách tiền nhĩ đó. Cái u nhầy, cái cuống có thể dài, nó là cái vào thời kỳ tâm trương. U nó có thể luồn qua cái van hai lá, chúng ta thấy ở trong tâm thất. Cái bệnh nó chỉ xa nhất là cái u nó lớn quá vào từ tâm trương, u nó bít luôn van hai lá thì người ta bị gì? Nếu cái u nó bít luôn van hai lá người ta bị gì á? Tôi gặp đột tử rồi, em nó đột tử. Nếu nó biết luôn, nó chạy không được nữa thì người ta đột tử nữa nha. Thì thành ra khi các anh chị mà làm siêu âm, các anh chị thấy u nhầy nhĩ trái, anh chị phải cắt nghĩa kêu gia đình người ta vô cắt nghĩa đến bệnh viện gấp. Đây là một trường hợp nên mổ cấp cứu hoặc tối thiểu là bán cấp cứu. Tôi nhớ cái lần mới mở viện tim, có một bệnh nhân ở trong 15, em bệnh nhân bị u nhầy nhĩ trái, thì hai bệnh viện cạnh nhau này. Thì mời tôi qua hội chẩn, tôi tầm xương, tôi thấy u nhầy nhĩ trái, tôi bảo người phải mổ. Tôi hẹn là hôm sau đem qua viện tim mổ, trong đêm đó người đã chết. Thành ra cái u nhầy nhĩ trái nên em thấy đó, thì em khuyên người ta nên mổ ngay. Hoặc giữa bác sĩ nội khoa phẫu thuật phải kết hợp nhau cho người ta mổ ngay. Mà mổ bên đây nó mừng là thế này, nó là u lại, không cắt hết thì nó hết bệnh suốt đời. Nó lại cái đó, thì mà trong khi người ta chết thì cái đó nó rất uổng, thành ra cái u nhầy nhĩ trái. Thì trong cái này có hai cái bệnh mà em cần nhớ là tim ba vùng nhĩ, u nhầy nhĩ trái, chúng ta tránh cho người vợ. Rồi như vậy thì về lâm sàng đó, cái người hẹp van hai lá đó, cái nó đập vào mắt mình là gì? Thứ nhất là chúng ta nghe theo rù tâm trương mà mỏ, thứ hai nghe T1 tai, và thứ ba là triệu chứng cơ năng là khó thở gắn sức. Những cái đó là ba cái dấu hiệu đó nó gợi ý chúng ta hẹp van hai lá. Thì điện năm đầu chúng ta thấy gì? Nếu người hẹp van hai lá đó, thì nhĩ trái nó lớn và thất phải thất trái lớn ta. Áo caro đẹp quá thì hòa hợp tiếp, thất phải thất trái lớn. Cứ nhớ cái đó quan trọng lắm. Thầy mới hỏi là thế này: người bệnh hẹp van hai lá thất phải nó lớn, không phải thất trái lớn. Thành ra các em có thể dùng thuốc chèn beta một cách thoải mái, không có chứng chỉ định gì hết nha. Bệnh lý nó nằm ở nhĩ trái và thất phải. Do đó thì cái trên điện năm đồ đó chúng ta thấy là dấu hiệu của gì? Nhĩ trái lớn, chúng ta dấu hiệu hình ảnh của P lưng đặc đà chúng ta nhìn ở D1 với D2, chuyển đạo D1, D2. Chúng ta thấy dấu hiệu dày thất phải thì chúng ta thấy sóng E là cao V1, V2, V3. E nó rất sâu, V6, V5. Chúng ta dấu hiệu dày thất phải và trục E nó lệch phải. Mà nếu có dày thất phải thì dấu hiệu là động mạch phổi nó cao. Còn nữa cho lòng ngực mà cái rất điển hình thì tức là một người bác sĩ quang mà giỏi đó, và chỉ nhìn cái phim mà có thể định chẩn đoán ngay là tim người này lớn là do bệnh lý của hẹp van hai lá, bệnh lý của van hai lá, tức là hoặc hẹp hoặc hở. Và người ta chẩn đoán ngay là bằng X-quang là có suy tim hay không,
người ta tìm dấu hiệu cạc lê ABC, người ta tính dấu hiệu tái phân phóng mối máu ở phổi đó, người ta nói bệnh nhân có suy tim hay không. Ở đây là hình ảnh điện tâm đồ này, thường các anh chị nhớ đọc xong P, tính chụp VRS, các anh chị coi ở V1 E nó có cao không, nếu hẹp phần hay náo và lớn thật phải, E lớn cao V1, S sâu ở V6, vân vân, anh chị tính. Rồi đây là hình ảnh X-quang, hình ảnh hình bóng đôi này, cái này nhí trái này, cái này nhí phải này, cái van hóa nó bị vôi hóa, người ta nhìn thấy xưa đấy. Tim bình thường cung động mạch, cung bên trái của tim có 4 cung, có 3 cung thôi à, cung của động mạch chủ, cung động mạch phổi, cung thận trái. Trong trường hẹp van hóa nếu mà nhí trái lớn quá, chúng ta thấy có một cung thứ tư là cái tiểu nhí trái nó phồng lên ở đây. Và nếu chúng ta cho bệnh nhân uống Paris chụp phim nghiêng, chúng ta sẽ thấy là cái thận nhĩ trái nó đè bẹp cái thực quản ở đây. Chúng ta chứng minh là bây giờ, ngày xưa lúc tôi học y khoa thì bệnh nhân là hẹp van hai lá, chúng ta phải đều chụp bốn tư thế hết, mình văn tim, chụp thẳng, chụp nghiêng, uống Paris, chụp chết phải, chết trái để chúng ta tính là thất nào lớn. Bây giờ thì các anh chị không cần đâu. Bây giờ thì theo tôi các anh chị chỉ cần chụp một tấm này thôi nha, đừng chụp tấm này. Chụp tấm này uống Paris thì ta mất công tốn tiền thêm. Chỉ chuyển tấm này các anh chị đào, các anh chị có thể đào một suy tim, dấu hiệu tái máu phổi, cái đường cạc lê B nó nằm ở đây, đường cạc lê A nằm ở đây. Chúng ta có động mạch phổi trên này, nó có to dưới này không, bệnh cái này bắt buộc chụp đứng nha, không được chụp nào, chụp đứng nó có giá trị. Bình thường chụp đứng thì động mạch phổi trên này nó nhỏ dưới, nhưng nếu người ta có suy tim do hẹp van hai lá hay hở van hai lá thì động mạch phổi này nó lớn hơn ở dưới này, thì từ đó chúng ta nói có dấu hiệu tái phân phối máu ở phổi. Thì đấy là cái mà chúng ta chẩn đoán X-quang. Và cái hình ảnh X-quang một tấm cộng với siêu âm giúp chúng ta chẩn đoán chắc chắn của bệnh. Rồi bây giờ đến siêu âm tim này. Siêu âm tim bệnh hẹp van hai lá thì cái mặt cắt đầu tiên chúng ta cắt luôn luôn là mặt cắt cạnh nhất theo trục dọc. Mặt cắt cạnh nhất trục dọc nó giúp chúng ta định hướng được quả tim. Từ mặt cắt này thì chúng ta mục tiêu siêu âm chúng ta là chẩn đoán xác định của bệnh van tim, coi tính chất lá van bọc van, diện tích mở van, kích thước buồng tim, áp lực động mạch phổi, chức năng thân trái và các tim tổn thương phối hợp cho bệnh nhân. Thì ở trục dọc quá thì nó giúp chúng ta chẩn đoán hẹp van, chúng ta hình ảnh giống đầu gối lá van trước kỳ tâm trường. Chúng ta coi tính chất của lá van, chúng ta đo đường kính trước sau bọc van, chúng ta đo bề dài lá van trước kỳ tâm trường, tính chất dây chằng, kích thước buồng tim, tức là chính thất buồng thất để buồng nhĩ và động mạch chủ, và coi có cục máu đông nó nằm trong nhĩ trái kìa vậy. Đấy là mặt cắt cạnh nhĩ trục dọc. Sau đó thì chúng ta xoay cạnh nhĩ trục ngang ra van động mạch chủ, chúng ta coi được tính chất van động mạch chủ, chúng ta khảo sát đắp lên dòng máu của van động mạch phổi, vân vân. Sau đó cạnh nhĩ trục ngang ngang cột cơ ngang van hai lá, tức là các anh chị hôm trước mình học là có 14 mặt cắt, các anh chị cắt đủ 14 mặt cắt đó, cạnh nhĩ chúng ta cắt 4 mặt cắt, mở tim cắt 4 mặt cắt, rồi thì dưới sườn 3 mặt cắt và trên hông ức 3 mặt cắt. Thì đây là cái hình ảnh của van hai lá. Đây là mặt cắt cạnh ức chụp ngang ngang van hai lá. Các anh chị đo diện tích mở van ở đây có 1 cm². Cái mép van trước, mép van sau nó dính lại bình thường, mép van này nó ở. Đây là vách liên thất, đây là vùng đây là vùng thất trái như vậy. Chúng ta đo, chúng ta cắt mảnh cắt cạnh ức chụp dọc ra này. Cái hình này nó không được rõ nữa, tôi lấy cái hình màu cho các anh chị. Đây, cái hình này nó rõ hơn. Mặt cắt cạnh nhĩ trục dọc nhé, chúng ta có đây là động mạch chủ này, đây là nhĩ trái. Bình thường kích thước của nhĩ trái động mạch chủ nó bằng nhau, nó khoảng là 30mm. Các anh chị thấy cái này là nhĩ trái nó lớn gấp 3 lần động mạch chủ. Chúng ta biết là nhĩ trái nó lớn. Đây là thất trái, đây là vách liên thất, vách sau thất trái, đây là thất phải. Các anh chị để ý thấy cái lá van này, nó mở, nó cong cong giống mình đầu gối. Lá van nó dày hơn giường, nhìn cái này chúng ta nói ngay là hẹp van hai lá được rồi. Nhìn cái hẹp van hai lá rồi. Đây lá van sau nó cũng dày ở đây. Đây là một cái cột cơ rồi vậy. Thì từ từ cái nhìn này, có khi chúng ta thấy một cái vết khối nó nằm ở đây. Tức là nếu bệnh nhân đó nó nguy hiểm, nó có thể liệt bất cứ lúc nào bệnh nhân. Rồi cái này chúng ta mặt cắt cạnh giống theo 4 vùng từ mỏ, chúng ta cắt đắp lại dòng máu của van hai lá, dòng máu từ nhĩ trái xuất hiện từ cái hình này không rõ, tôi lấy màu cho các anh chị, đây là cái hình này rõ hơn này. Chúng ta cắt đắp lại dòng máu của van hai lá kỳ tâm trương. Bây giờ hôm trước tôi nói với các anh chị, nếu chúng ta muốn cắt đắp lại thì chúng ta phải có hai điều kiện.
Bây giờ người ta nói là bây giờ tôi muốn ăn cắt tóc le dòng máu của bạn hai lá. Cắt tóc le là mình khảo sát cái gì vậy? Mình cắt tóc le mục đích để khảo sát gì? Chứ một câu thì muốn em nhớ là gì? Tóc le nó cho phép mình khảo sát vận tốc dòng máu. Em chỉ cần nhớ một câu đó. Tóc le nó cho phép mình khảo sát vận tốc dòng máu. Mà muốn cắt được tia tóc le đó, chúng ta phải có hai điều kiện. Ví dụ người ta nói cắt tóc le dòng máu hai lá thì chúng ta phải cắt mặt cắt nào thấy bạn hai lá chưa? Thứ hai, chúng ta cắt làm sao cho chùm tia nó song song với hướng dòng máu chảy. Hoặc nếu nó có chách nhau thì một góc phải dưới 20 độ. Tại vì luôn luôn chúng ta biết là nếu góc nó bằng 0 độ, cosine của 0 độ là mấy? Là 1, cosine bằng 0 là 1. Thì chúng ta công thức tính ra mới đúng. Thì người ta chỉ cần cái đó thôi. Thì ở đây thì chúng ta muốn cắt đắp le dòng máu ở bàn hai lá thì luôn luôn tôi cắt 4 vùng từ mỏ hoặc là 2 vùng từ mỏ. Tôi thấy được bàn hai lá thì các chùm tia của tôi nó sẽ song song với hướng dòng máu chảy. Bây giờ nếu đầu dò mình để mỏng tim 4 vùng từ mỏ, mình cắt đắp le dòng máu từ nhĩ trái xuống thất trái, mình được phổ dương hay phổ âm nha, áo đen. Em nói đúng thì phổ dương, tại vì dòng máu, máu nó về hướng đầu dò mà. Vậy cho ta phổ dương. Thì ở đây tôi cắt được phổ dương. Dòng máu từ nhĩ trái phổ dương. Máu từ nhĩ xuống thất thì 80% lượng máu nó xuống vào thể ghi vào hai lá mở. Chúng ta được cái sóng gọi là sóng E. E với tắt được chữ M thay đi. Sau đó thì thời kỳ nhĩ thu 20% lượng máu là sóng A ở đây. Ở đây đấy, cái đây cái hình ảnh này rõ hơn. Sóng E đây, sóng A ở đây. Thường thường chúng ta đo cái độ dốc tâm trường ở đây, chúng ta tính được diện tích của van hai lá và công thức Lipton, chúng ta đo dài từ đây đến đây, tính được diện tích của nó, công thức Lipton. Như vậy thì bình thường vận tốc dòng máu qua van tim, hôm trước thầy nhớ mấy, thầy nhờ mấy em nhớ là vận tốc dòng máu van tim là mấy mét giây? Mét, thầy chỉ mong mấy em nhớ số 1 thôi, 1 mét giây. Như vậy bây giờ công thức đẹp đẹp lưu ý giảm được delta V bằng 4V bình thường. V là 1, vậy delta V là mấy? Giỏi quá trời, em giỏi thiệt đấy ha. Delta V là 40 mét thủy ngân. Tôi bình thường chúng ta vậy. Những cái ca này em thấy là bao nhiêu? Ca này, ca này của ta là nó là min gradient mà đã đến 10, peak gradient là 15 này. 15 là cái cao, nó bình thường có 4, 15 chứng tỏ người này có khả năng hay là nhé. Bây giờ ngược lại, bây giờ thầy thấy đắp ra dòng máu từ nhĩ xuống thất. Vận tốc thay vì 1, thầy đo được là 4 mét giây. 4 mét giây thì tính nhân PV là 16 mm thủy ngân. Mới chắc cái đó người đó có khả năng hay là nha. Mà lá thì vận tốc dòng máu nó mới cao rồi. Như vậy thì chỉ cần cái chỉ cắt một cái cây trục dọc, sau đó cái chỉ đo đắp le dòng máu qua hai lá, chúng ta đã tính được bệnh nhân là có khả năng hai lá hay không. Rồi cái này là chúng ta đo dòng hở van ba lá, chúng ta đo ra. Cái này dòng hở văn ba lá thì là bên thất phải này. Cái dòng hở văn ba lá nó sẽ cho phép chúng ta biết áp lực của buồng thất phải. Tại vì dòng hở văn hay lá là dòng hở văn có nghĩa là gì? Hở văn ba lá nó có nghĩa là gì? Áo của em đẹp, áo buôn đẹp đó ha. Hồng mà sọc ngang đó. Hở văn ba lá nghĩa là gì em? Không, nhưng mà máu nó chạy thế nào? Ý thầy muốn hỏi máu nó chạy thế nào? Hở văn ba lá, máu nó chạy thế nào? Em đúng, thầy chỉ cần em trả lời. Hở văn ba lá có nghĩa là gì? Máu từ thất phải, nó trở về nhĩ phải vào tỷ dâm thu. Bình thường vào tỷ dâm thu, mình máu không bao giờ từ thất phải về nhĩ phải, thì văn hai ba lá nó đóng kín. Bây giờ nếu văn hở, máu từ thất phải trở về nhĩ phải thì chúng ta còn hở văn hai lá, ba lá. Bây giờ cái người bệnh nhân này này, cái vận tốc dòng hở tôi đo được là 3,56 mét giây. Tôi tính công thức delta P bằng 4V bình phương đó, thì nó khoảng 50 mm thủy ngân. Tức là độ chênh áp lực giữa thất phải và nhĩ phải là 50 mét thủy ngân. Như vậy thì mình tính áp lực thất phải không? Độ chênh áp lực thất phải và nhĩ phải là 50. Và trong cái bình thường áp lực nhĩ phải chúng ta, người bình thường áp lực chỉ bắt đầu 5 thôi. Như vậy thì tôi cộng hay trừ đi 5? Em giỏi, nó thêm biết tính. Tức là tất cả chúng ta đều qua cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi mới vô ra bác sĩ, phải không? Em cộng vô,
tức là 55, đây trong sách này nó tính đến 55, 60 nhé.